Tuấn đang ở đây và sẽ quay chương trình Chuyện Tối Nay với anh Trần Thành. Người hôm nay mà đi đến cùng Tuấn là mẹ. Riêng bản thân Tuấn thì Tuấn luôn luôn cảm thấy hạnh phúc khi mà lúc nào cũng có mẹ ở bên cạnh, cũng như là gia đình ở bên cạnh mình, bởi vì đó chính là những cái động lực cũng như là những cái chỗ dựa lớn nhất để mà mình có thể mạnh mẽ để đi tiếp vào trên con đường tiếp theo của mình. Nên là Tuấn luôn luôn biết ơn và cảm ơn bố mẹ rất nhiều khi mà lúc nào cũng ở bên cạnh Tuấn. Cái việc mà Tuấn thay đổi thì mọi người nhìn thấy cái việc mà Tuấn cắt tóc là đã thấy là Tuấn cũng đã thay đổi rồi. Thì đấy là một cái thay đổi khá lớn đối với cả bản thân Tuấn rồi. Còn Tuấn nghĩ là sau những cái thay đổi lớn như thế thì Tuấn nghĩ là chắc chắn nó sẽ cần phải có những cái điều thay đổi hơn nữa để mà làm mới mình hơn nữa. Thì Tuấn cũng đã cho ra một cái bài hát gần đây, đó là bài hát Chia Tay. Cũng là một bài hát mà nó khá là một cái kiểu khá là mới đối với Tuấn, và hy vọng là trong thời gian sắp tới thì Tuấn sẽ đưa ra được thêm nhiều cái sản phẩm như vậy hơn nữa để mà đến với tất cả mọi người, và hy vọng là mọi người sẽ vẫn đón nhận nó giống như là bài hát Chia Tay vừa rồi. Khi mà Tuấn vừa mới bước vào, Tuấn nhìn thấy cái sân khấu của mình, trước tiên là nhìn thấy sân khấu và đặc biệt là nhìn thấy ban nhạc và anh Đức Chí hiện tại đang ngồi kia, và Tuấn thấy là đây là một cái chương trình mà từ sân khấu cho đến tất cả mọi thứ, everything, mọi thứ đều là rất là quy mô và rất là tốt rồi, rất là đẹp rồi, và Tuấn rất là vui khi mà được có mặt ở trong chương trình lần này. Sợ rồi, và thực ra là lúc mà bày vẽ ra cái bàn đấy là Tuấn đã thấy là thôi kiểu này có một chút nguy hiểm rồi, và cũng may sao là cuối cùng không phải uống cái ly nước đấy, và cuối cùng lại còn được tặng cả một cái cây đa này nữa. Đây là thực sự là một món quà mà đối với Tuấn là một món quà vô cùng ý nghĩa, một trong những món quà ý nghĩa nhất mà Tuấn từng được nhận. Xin mời tất cả mọi người cùng đón xem chương trình Chuyện Tối Nay với Thành phát sóng định kỳ vào 19:50 các ngày thứ năm hàng tuần trên kênh BRT, kênh truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu.